Em xin chào thầy, xin chào tất cả cô bác các anh chị. Hôm nay chúng ta có cái nhân duyên được cùng ngồi đây học về nhân tướng học và hiểu thêm về đạo đức. Thì trước tiên em xin giới thiệu, em là Lê Khắc Vĩ, hiện tại em đang làm cái mảng về an toàn lao động. Em cũng chuyên về đào tạo về an toàn vệ sinh lao động cho các nhà máy và doanh nghiệp. Thì dưới cái góc nhìn của em thì chia sẻ một chút, để cách đây 2 năm thì em có nhân duyên cũng được tìm hiểu về trí tuệ. Thì em có một câu thế này là có phúc thì khắc có phần. Thì ở đây ông này ông lên cái quan cao, nghĩa là cái phúc của ông ấy rất rất lớn, mà muốn giữ được phần là phải có đức, là có đạo, và thường phải có đức, đó là đức tính. Thì khuyên ông này là muốn lên được tể tướng thì muốn giữ được cái phần đấy, ông phải có đức tính, là phải khiêm nhường, phải có đạo đức. Ở trong cái đạo đây thì có hai cái đạo, là đạo nghĩa, đó là trọng trọng những nhân tài, trọng vua, và một cái đạo đó là đạo trung, đó là trong cái trung thì gọi trung thành với đất nước, trung với dân và trung tín. Thì ông sẽ giữ được cái phần đấy và sẽ không bị chết đói. Và em xin cảm ơn. Rồi. Bây giờ giả sử lập luận như các bạn từ nãy, là ông này ông lên bằng con đường luồn lách, tức là cái chức thái thú này cũng là chức mua. Ông này vừa giỏi nhưng mà ông này lại vừa giỏi toan tính nữa. Thì ông mới lên chức nhanh như 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 vậy. Thì liệu cái lời khuyên mà nghiêng về rèn luyện đạo đức không như vậy ổn chưa? Rồi nghiêng về trung thành ổn không? Người ta đang muốn lật vua, liệu có trung thành được không? Nên lời khuyên đó là nó phải kèm theo công cụ nha. Công cụ tức là phải chỉ cho họ đọc sách gì, đến lớp nào học, chơi với nhóm bạn nào thì nó hiệu quả hơn. Chỉ cho họ tam bảo á. Không chỉ cho họ, họ về loay hoay, họ không biết cách nào để thay đổi đâu. Để ý cái đó một chút, bổ sung tam bảo vào lời khuyên đó. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta nắm sơ bộ như thế nhá, để chúng ta hình dung. Hình dung là lời khuyên là phải hết sức cẩn trọng, và làm thế nào để hướng về ba gốc, làm thế nào để gieo nhân mà tạo phước, làm thế nào để thay đổi tâm tính của họ trở thành một con người hướng thiện. Thì nếu chúng ta cho được những lời khuyên như vậy thì số thầy còn để cho ruồi nó bu không? Có còn bị sợ tiết lộ thiên cơ không? Làm gì còn thiên cơ mà tiết lộ? Vì thiên cơ chính là nhân quả. Lưu ý nhé, quy luật nhân quả chính là thiên cơ. Thế thôi. Nó là một quy luật, nó bao trùm mà. Thiên cơ cũng là nhân quả thôi. Chẳng qua chúng ta không hiểu nó nên chúng ta gieo nhân bậy. Chúng ta hiểu nó, gieo nhân đúng, thế là hết. Thế thế thôi. Đây là những cái quyển sách mà các bạn có thể tham khảo nhé. Quyển Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ hơi hơi khó mua. Quyển này các bạn có thể lên Google search, download sách giấy, sách ebook và sách nói rất nhiều. Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ. Quyển Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới và Search Inside Yourself thì ở đây có. Hoặc các bạn lên Tiki mua thì rẻ hơn nha. Còn mua ở đây thì sẽ bị theo giá bìa đắt hơn một tí. Thì các bạn sẽ thắc mắc về thiền, vì thiền nó sửa tâm trực tiếp nha. Thì tôi có sẵn mấy cái đường link để các bạn về đọc. bke.edu.vn/thiền để chúng ta hiểu thêm. Và nghe sách nói về thiền có sẵn cái đường link ở thuviện.bke.edu.vn/thiền book là có sẵn. Thì những bạn nào mà luyện được thiền là sửa tâm trực tiếp nha. Luyện được thiền. Chánh kiến 2. Chánh kiến 2 là bản đồ về thiền và thực hành thiền rất cơ bản. Kinh nghiệm 7 năm tôi đi học thiền đấy, tôi dồn vô lớp chánh kiến 2. Các bạn sẽ học và các bạn thực hành với nó. Các bạn thực hành được với nó nhuần nhuyễn. Trong vòng một ngày thực hành và một ngày lý thuyết, các bạn sẽ đi học thiền lớp nào cũng được. Chui vào bên mảng Ngài Goenka dạy ở Sóc Sơn, các bạn sẽ hiểu là Ngài đang dạy cái gì. Các bạn đi gặp một cái trung tâm khác, người khác dạy, các bạn sẽ hiểu người ta dạy cái gì. Rồi những hiện tại tượng lạ trong thiền là do cái gì xảy ra. Hiểu hết, chứng đắc là gì các bạn hiểu hết. Chả là gì cao siêu đâu. Thần thông là gì, chả là gì cao siêu đâu nha. Các bạn ngồi đây mà nhấc mông lên khỏi đất 1 mét, ngồi lơ lửng có là thần thông không? Thần thông này bằng con ruồi với con muỗi nó bay thôi, gì đâu. Ngồi đây mà ngửi được cách đây 10 km có mùi gì, thần thông bằng con chó thì gì đâu. Vì chó nó ngửi được như thế.
Nên thần thông không có gì cao siêu hết. Thần thông là những giác quan, những hiện tượng đặc biệt nó xuất hiện trong mình thôi, chứ không quá cao siêu đâu. À. Còn đây là mấy cái quyển mà để các bạn đọc, đọc để có cái bước tiệm cận với tâm linh. Những quyển này chưa phải là sách tâm linh, nó là cái sách tiệm cận với tâm linh. Nó cũng có chiều sâu á, nhưng mà nó nghiêng về tính tiểu thuyết nhiều hơn. Chiều sâu nhưng mà nó không không giúp các bạn thực hành được nhiều. À, cũng được, nói chung sách này tôi đánh giá cũng là thuộc loại sách hay đấy nha. Đó, sách của Nguyên Phong dịch, à, phóng tác. Còn đây là những cái bộ sách để các bạn thay đổi quan điểm sống, tâm tính của mình. Bộ sách về doanh nghiệp này. Nhà quyển tái tạo tổ chức rất hay, quyển này này. Quyển này rất hay. Hai quyển này. Quyển này là theo mô hình cũ. Vĩ đại do lựa chọn và từ tốt đến vĩ đại là mô hình cũ cũng rất hay nhá. Còn các bạn nào mà muốn rèn luyện phát triển bản thân là quyển này. Phương pháp Kaizen Way. Rèn luyện từ những chi tiết rất nhỏ. Phát triển bản thân, Set Inside Yourself, cổ học tinh hoa và thức tỉnh mục đích sống. Và dạy con thì có cái bộ gieo hạt cùng vĩ nhân. Còn cái loa pháp thoại thì nằm đây. Cái loa pháp thoại 1210 bài. Đây là những cái bài theo index là nằm đây. Đó, tình yêu này, lòng tham này, cơn giận này, si mê này, hướng dẫn thiền này, tứ diệu đế, bát chánh đạo và nghiệp, nhân quả và luân hồi. Thì cái này chúng ta là rèn tâm tướng. Rèn tâm tướng phải qua học, hiểu và hành. Chứ học nhân tướng không giải được tâm tướng. Nha. Các bạn phải học, hiểu và hành những lời dạy của cổ nhân, của thánh nhân, của vĩ nhân thì tâm tướng mình đã thay đổi. Trong tài liệu có in không? Tôi nhớ có in mà, chẳng qua nó trắng đen thôi. Chụp hình chí nó đâu hơn gì đâu ta. À, rồi, ôn bài này. Từ sáng đến giờ các bạn phải ôn bài này. Bạn nào trả lời được cho tôi, không cần nhìn sách mà trả lời cho được cho tôi 7 món, 6 món ăn chơi này là coi như hoàn tất ngày học ngày hôm nay. Bạn nào? Ai xung phong hay ngồi quay lại làm bài đi. Giờ muốn về hay là muốn giờ 8 giờ thiếu 5 vẫn còn 5 phút nữa. Giờ muốn sao? Muốn ôn 10 phút không? Ôn đi, các bạn ngồi đi, quay lại ngồi ôn đi. Làm thế nào để biết được đặc tính của những người này này? Đọc cái này mình phải biết nó có cái đặc tính gì. Mình miêu tả được đặc tính đó thì tự nhiên các bạn xem tướng nó dễ, thế thôi. Người có trí tuệ có đâu là đặc điểm chính? Quyền lực, nỗ lực, năng lực, có người ủng hộ, nhiều phước thiện, quyết liệt, ngang ngạnh. Quay lại ôn đi, 10 phút bỏ ra ôn phút, 10 phút đi. Cuối ngày ôn bài là rất tốt nha. Kết thúc một ngày chúng ta ôn được bài là rất tốt.